trực tiếp công nghệ giúp loại bỏ nám đinh, nám mảng, nám chân sâu, nám dày đặc lì lịt lâu năm liệu có hết được không? Các chị em nào đang gặp phải tình trạng da nám đinh nặng, lâu năm đây hiện tại đang phát live stream trực tiếp hiện trạng của một chị khách hàng trước khi đến với Marisa chăm sóc da đấy ạ. Khách bị nám đinh, nám mảng, chân sâu nhiều năm, đen đậm ở hai bên má này, má trái có thì má phải cũng có, lỗ chân lông to này, da sắc tố không đồng đều màu sắc và da đang trong quá trình lão hóa, khô nhăn chảy xệ. Và rất may mắn là khách hàng đã tham khảo rất là nhiều nơi làm đẹp về da nám thì hôm nay chị ấy đã quyết định đến với Marisa để với sử dụng sản phẩm Dr. Magic và không để các chị phải chờ đợi lâu nữa. Ngay bây giờ em xin phép quay live stream trực tiếp cho tất cả quý hàng thấy công nghệ tiên tiến hiện đại của nhà Marisa như thế nào, loại bỏ nám ra sao nhá. Và làm đẹp da nám bằng công nghệ cao White Skin Spectra. Quý hàng có thấy cái tia định hình màu đỏ đỏ đang chiếu trên da của khách hàng không ạ? Phải có tia định hình để chiếu ánh sáng công nghệ cao chính xác vào những vùng da có sắc tố là những nốt nám đinh, nám chân sâu, tàn nhang, đốm nâu để tuyệt đối không xâm lấn sang những vùng da lành khác. Và nguyên lý của công nghệ này sẽ nghiền nát, phá vỡ và phân hủy đào thải tất cả các sắc tố melanin thành những mảnh vỡ nhỏ li ti mà mắt thường chúng ta không thấy được. Sau khi chiếu ánh sáng đó thì những nốt nám này sẽ hơi ửng đỏ lên, sau đó sắc tố nhất là da sẽ bong chóc như bột cám gạo, mục đích để lấy hết da khô, da chết, da cằn cỗi và sắc tố nám trên da. Và con đường đào thải nám thứ hai, Fistility, thì nó sẽ chạy lung tung trong cơ thể. Thì trong cơ thể của chúng ta có một tế bào gọi là đạo thực bào. Và con đường đào thải nám thứ ba là khi nám được nghiền nát ra siêu nhỏ sẽ được bài tiết qua hệ thống tiêu hóa, đó chính là đường nước tiểu và đường bổ sung 1 lít nước đến 2 lít nước một ngày giúp em để cái quá trình loại bỏ nám nó được nhanh hơn nha. Và đối với khách hàng khi đến với Marisa làm đẹp thì đầu tiên sẽ được kiểm tra tình trạng da, sau đó được tẩy trang, rửa sạch da mặt này, tẩy tế bào chết rồi mới tiến hành chăm sóc da bằng công nghệ cao tiên tiến hiện đại nha. Và ngoài công nghệ White Skin Spectra thì quý hàng kết hợp thêm với bộ sản phẩm là bộ N3 của nhà Marisa. Sản phẩm đầu tiên thì đó chính là kem dưỡng ẩm từ sâu bên trong, thì nó sẽ cung cấp hội tụ tất cả các dưỡng chất nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ sâu bên trong, làn da của mình sẽ trở lên khỏe hơn, căng hơn, mướt mịn hơn. Và sản phẩm thứ hai trong bộ N3 đó chính là kem để xem những cái làn da nám nào thì trên da của mình sắc tố nó sẽ không được đồng đều màu sắc, chỗ trắng chỗ đen bị loang lổ, thì kem xóa thâm này nó sẽ hỗ trợ làm đồng đều màu sắc da này, trả lại làn da của mình sẽ căng sáng hơn, mịn màng hơn và tránh tình trạng bị xỉn màu da nha. Và sản phẩm thứ ba trong bộ N3 sản phẩm này đó chính là kem loại bỏ sắc tố. Thì kem loại bỏ sắc tố này nó sẽ hỗ trợ giúp nghiền nát, bóc tách, phân hủy, phá vỡ tất cả sắc tố như tàn nhang, đốm nâu. Sản phẩm lại thành bộ N3 vi 1.980.000 đồng thôi nha, 2.980.000 đồng các chị đã kết hợp. Và khi mà mình làm công nghệ cao thì đối với mức chi phí là tối ưu đã chỉ còn với mức phí là 8